Đây là một cuộc phỏng vấn về cái thuốc điều trị, thuốc như điều chỉnh cái vấn đề cườm mắt. Tức là cái cườm mắt đó là cái thủy tinh thể, cái crystal lens của mình nó bị vàng đi. Và cái này là đang được thực hiện tại văn phòng IK Optometry ở Fountain Valley với bác sĩ Chêm Trương. Thì trước hết chào chị. Chị cho chị cho biết là tên chị tên gì? Bác sĩ mà chị tên gì? Tôi tên là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, vâng. Chị năm nay khoảng bao nhiêu tuổi? 57 tuổi. 57 tuổi thì cho chị cho biết làm sao chị biết văn phòng này? Mà tại vì tôi coi lên TV quảng cáo rồi mà rồi tôi mới mà lại đây tôi khám mắt. Đi khám mắt rồi. Chị có con làm AutoCare ở đây phải không? Chị có, đúng không? Thì chị tới đây rồi chị làm AutoCare cho con chị luôn. Thì đồng thời chị khám mắt cho chị. Thì lúc mà khám mắt cho chị có còn nhớ là hồi đó là mình nói sao không? Dạ, lúc đó là tôi nhờ khám mắt cho tôi thì cái bác sĩ nói tôi rằng phải mổ mắt. Mà tôi nói mà vậy coi bác sĩ mà đi. Bác sĩ đi cho tôi coi thuốc này. Nhỏ mắt coi có bớt không? Nhỏ mắt. Tức là hồi đó là có khám mắt cái cataract của cườm mắt cho chị. Thì hồi đó có nói chị là cái độ cườm của chị nó cao. Chị có cái công việc hàng ngày của chị á, là chị có phải tiếp xúc với lại cái gì ánh sáng nhiều không? Mà cái mắt cườm mắt là dẫn đến cái cườm mắt của chị nó mau nặng không? Mà tại vì tôi ra nắng mà nhiều quá. Ra nên, nắng nhiều quá mà chị có đeo kính mát không? Có. Đeo kính mát nhưng mà chị có ra mắt, chị ra nắng là công việc chị làm ngoài nắng nhiều hả? Ví dụ tôi đi đây đi đó rồi không có che mắt kính mát. Nên thành ra mắt một cường. Thành ra mắt chị bị cường nặng ha. Hồi đó mình có nói chị là chắc là phải giới thiệu chị đi mổ đúng không? Dạ có. Ok rồi. Sau đó chị hỏi có phương pháp gì để con cho nó khỏi phải đi mổ không phải không? Dạ không. Chị lý do chị sao chị sợ mổ hay sao? Mà tại vì tôi tính là để nhờ bác sĩ đi cho thuốc nhỏ thử coi có hết không. Mà nếu không hết thì nhờ bác sĩ. Mà có bác sĩ nào mà tài giỏi mà mổ mắt mà thì tôi đi. Mổ mắt. Chị cũng đồng ý mổ mắt nhưng mà chị cũng muốn là để thử coi cái thuốc nào tốt để coi mà khỏi bị cơm để coi như là khỏi phải mổ phải không? Giữa mà mổ mới không mổ thì chị thích cái nào hơn? Nếu tôi á thì tôi không mua không mổ để thuốc nhỏ mắt, mà nếu quá mà mắt một cường bự quá thì tôi phải nhổ mổ thôi. Thì trong cái thời gian chị xài cái thuốc, chị có mua cái thuốc nhỏ mắt cườm ở đây để cho nó tiêu bớt cườm đi đó. Thì cái thuốc đó, thực ra cái thuốc đó thì họ đã làm những cái công trình nghiên cứu ở bên Liên Xô với một các nước Âu Châu. Thì nó cũng có hiệu quả. Và họ cũng có làm ở Mỹ nữa. Nhưng mà thực ra thì cái thuốc đó thì mình cái thời gian mà điều chỉnh thì nó hơi lâu. Thì chị xin chị cho biết là chị đã nhỏ bao lâu nay rồi? Tôi nhỏ mà từ hồi tôi mua một hộp bác sĩ tới giờ bây giờ. Ở đây có văn phòng có check lại cho chị mấy lần rồi chị Cho để theo đi dõi hình cái như là kỳ đó là mà là có tôi có nhờ cho bác sĩ check tôi là một lần là tôi vô cái tôi lần này check là lần thứ hai đúng lần không? Thứ hai là sau 2 năm, một lần là cách đây 1 năm. Dạ, lần này cách đây lần 2. Dạ. Thì xài thuốc như vậy là cũng lâu nên nhiều người ta xài mau lắm. Thì bây giờ tóm lại bữa nay thì tôi check thì tôi thấy cái mắt chị nó sáng nhiều đó. Và cái bên trái của chị thì nó sáng hơn bên phải. Bên trái của chị cái độ cườm chay trước đây là độ cườm hai mắt chị là 2 độ, gần 2,5 độ đó. Bây giờ cái bên trái chỉ còn khoảng gần 1 độ thôi mà bên phải thì khoảng hơn 1 độ tí xíu. Thì hiện tại là cái khám mắt là như vậy. Về đánh giá cái độ cườm chị như vậy. Nhưng mà còn phía chị á, chị thấy cái mắt chị sao? Trong suốt thời gian qua chị nhỏ chị thấy mắt chị nó có thay đổi không? Nó có thay đổi như là thế nó nào? Không còn nhưng là nó không mờ như cấp trước nữa. Rồi thuốc nhỏ mắt vô là chị nhìn nó sáng hơn mắt. Mà chị lái hơn. Chị có lái xe ban đêm không? Có. Không, trước khi mà chị nhỏ thuốc chị có thấy bị lóa không? Có. Có bị lóa mà bây giờ chị có thấy còn lóa không? Không. Như vậy là rất tốt nha. Đó những triệu chứng của cườm á là nó bị lóa mắt. Thế là mình lái xe ban đêm nó gọi mình gọi là clear. Bây giờ chị bớt clear ha. Thì đấy là một cái hiệu quả rất tốt của trong sau thời gian suốt 2 năm mà chị nhỏ mà có hiệu quả. Và chị coi như chị những người mà không cần
Còn như vậy thì coi như cườm nó bớt đi thì họ phải mổ. Cái đó là một cái điều cũng khá hay. Còn tôi vẫn khuyên là những người nào mà cườm nặng quá đó, mà nếu mà không guốc á, nhỏ mà không guốc thì vẫn phải đi mổ. Nhưng mà trong gặp của chị thì kết quả rất là khả quan nha. Rồi tôi cảm ơn chị đã có một cái buổi phỏng vấn hôm nay để cho mọi người biết. Cảm ơn bác sĩ nhiều đã mà giúp cho tôi thuốc mà nhỏ mắt đã bớt phần nào. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Vâng, cảm ơn chị.